Em đồ Minh Hải, trường Minh Hải phòng, và xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối thứ hai. Hôm nay là buổi tối thứ hai đầu tuần thật là vui vẻ và ấm bác. Một buổi tối thứ hai đầu tuần, chúc các bác cả một tuần mới phát tài phát lộc thành công. Em vừa xưởng về xong, nên anh em thợ xong vừa về bê hàng mới về cho mọi người. Thì hôm nay có rất là nhiều hàng mới và toàn hàng đẹp cho mọi người nhé. Toàn hàng đẹp bằng chất, giá hàng rất là hợp lý và các bác chơi. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là một bức chuột. Đây là một bức chuột được chế tác trên một nguyên bản, một cục gốc hương 55 cân cắt đi mọi người nhá. 55 cân gỗ cắt đi ạ. Một cục gốc hương 55 cân gỗ cắt đi, mà có thể nhìn thấy là cái cục gỗ này rất là to. Và phần dưới đế ở bên dưới là nó còn ôm một cục đá gỗ. Nó cái là em làm con chuột này là em lấy gỗ lựa gỗ một cái cục gốc đặc tròn, không có bị nũa, không có bị nòe xòe mọi người nhé. Đấy, nó rất là gọn to và gọn, đồ không bị nòe xòe. Là bác nào thích đồ gọn thì hôm nay có thể bên chuột này về chơi. Mọi người nhìn này. Cái quan trọng của một cái tác phẩm ấy, bây giờ thứ nhất là cái không gian nhà phố của mình ấy nhá, nhà ống ấy, nó cũng không có diện tích nhiều diện tích để các bác có thể bày để những cái bức mà nó quá nòe xòe, mà thường thường mọi người sẽ thấy hướng đến là những cái bức tượng hoặc những cái bức đồ gỗ ấy mà nó tròn tầm khoảng 45 mà tròn, xong là dày, có độ dày độ tròn và lây gỗ đều bốn xung quanh và chiều cao như thế này. Một cái bức như này là bát lọc tuổi chuột này, bát là dày là bát lọc tuổi chuột, và mọi người bê và mọi người kê vào cái đôn kẹp giúp em Minh, cái đôn kẹp bộ bàn ghế mọi người đấy, hoặc các bác kê trước cái bàn đấy, là một cái linh vật tuổi chuột, nó phải là phù hộ cho cái tuổi các bác ấy. Gọi đấy thì mọi người có thể bê bức này, em đảm bảo mọi người luôn là rất là tuyệt vời và đẹp luôn. Bởi vì em lượng của gỗ đẹp, em hy sinh của gỗ đẹp em làm này, chứ em không làm gỗ xấu, không phải là gỗ lũa nhé mọi người nhé. Hy sinh của gỗ đẹp này và tất cả đều là sụn hết mọi người. Mọi người nhìn này, gỗ đặc hết đi, mọi người nhìn em khoanh đặc xịn luôn. Đây là hương tàn gốc của mọi người, lựa gỗ cho các bạn. Có nghĩa là em làm tác phẩm chuột đẹp, mọi người chỉ cần chơi một tác phẩm này thôi, không cần chơi nhiều đâu. Kèm viên đá đây này mọi người này, nó là cái hàng gốc mà nó ôm đá đây. Thì em sẽ liên tiếp sân đặt một chút đế cho mọi người. 55 gần 60 cân gỗ mới làm được một tác phẩm, bởi vì là mình phải hy sinh gỗ to lục nạc, sau đó mình cắt mình làm được lấy cái phần nõi phần đặc nhất mình làm. Mọi người đây, cái này các bạn bày ở cái không gian là mình về, mọi người có thể xoa vuốt cắm vuốt ve hàng ngày luôn. Thì cái này mọi người bày lên rất là chất và đẹp các bác nhé, và rất là to, chơi một món thôi, chơi một món nên không còn chi nhiều để hoàn thiện một cái gỗ sứ rất là ác luôn. Em là phần đế cho mọi người, nhìn cái phần đế gỗ em nữa, hàng gốc mà các bác nhìn đặc xịt cho mọi người nhé. Có nghĩa là gì ạ? Các bác không cần chơi nhiều, mọi người chỉ cần chơi một tác phẩm này thôi. Ba là ví dụ bác nào dành cho bác là tuổi chuột, cái này sẽ hợp nhất với người tuổi chuột, hợp với tuổi chuột. Hoặc trong nhà các bác có người là tuổi chuột, con cháu, vợ chồng hoặc bố mẹ tuổi chuột, thì mọi người bê một tác phẩm về tặng và trưng lên cho không gian nhà các bác, để đảm bảo mọi người luôn đây là tác phẩm xứng đáng để chơi. Về đường nét đục, chất gỗ cũng như là kiểu dáng, cũng như là cái gỗ lựa nó như thế nào, nó rất là to mọi người nhé, không có tiếc gỗ. Riêng đối với sản phẩm này nào mà không có tiếc gỗ, gần 2 triệu đồng gỗ thì tiếp gì không ạ? Cao 46 chiều rộng 45, cao 46, rộng 45, gọi là vuông 45 đi. Và chiều dày của gỗ là rất là dày nhé, chiều sâu là 30, mọi người em làm 30 nhé, em lấy gỗ em làm giờ gỗ dày hẳn 30 cho mọi người nhé, rất là dày tứ diện luôn. Bây giờ mọi người hình dung là một cục gỗ này, cả gỗ cả phun BU vào nó rơi vào tầm 2 triệu mốt. Thì cái tiền công làm này, thợ nhà làm chuột này thực ra là chuột này làm rất là kỹ, chuột làm rất kỹ. Thường thường mọi người đi thuê công đục một chút chuột này nó phải rơi tầm 1-2,5 triệu, mà to là như này thì phải tầm 1-2,5 triệu tiền công. Nhưng mà thợ nhà làm thì mọi người yên tâm nhé, các bạn yên tâm về cái chất gỗ thì em lựa cho mọi người. Cái sụn đây trên lưng còn có cái chữ lọc, chữ lọc ở trên lưng nhé. Đây là cái chum này, đấy mọi người nhìn này, gỗ này, các bác nhìn đây này,
Đây cái bao tiền này sụn hết, nó là hàng gốc mọi người, hàng gốc sụn. Cái chỗ này nó in một viên đá nhưng mà nó rụng ra rồi, em bỏ ra em cào không gắn lại, thì gắn lại thì sợ các bác bảo này gắn đá vào nên tôi bỏ ra. Nó chỉ còn cái cục ở cái phần đằng sau kia nó ôm thôi. Đây đằng sau gỗ, đây gỗ rất là đẹp mọi người nhé, hàng gốc. Nhưng mà mình em lấy cái phần đây mọi người nhìn này, em lại đây đằng sau thôi mà gỗ nó đã đẹp như này rồi. Có nghĩa là em làm lựa cái phần gỗ đẹp nhất để làm, chứ bỏ những cái phần gỗ xấu là mình bỏ đi. Thì về các bác tuổi các bác chưa một món này đâu, phần chưa nhiều đây, có mỗi kẹp cục đá kẹp đây này, có một cục đá kẹp đây thôi, mà cái đế nó đặc mọi người, to lắm. Gỗ là phun là 2 triệu rồi, công thợ nữa thì nếu bác nào thiện chí mà tuổi chuột mà cần một tác phẩm chơi để đời, mình chơi một món thôi, em đảm bảo mọi người chơi một món đấy không cần chơi nhiều. Thì các bác phải bê tác phẩm chuột để về chơi, nó rất là gọn, nó không giống như cái tác phẩm chuột trên thị trường mà nó cao vếu như này đâu mọi người, nó cao xong nó mỏng dính. Nhiều nơi thị trường họ làm những tác phẩm chuột nó cao lắm, nó cao có thể đến 60 như này mọi người này, cao 60 như này, nhưng mà thực chất cái gỗ họ nó mỏng dính như này. Bởi vì sao nó mỏng ạ? Bởi vì là người ta làm gỗ hộp, làm gỗ hộp có rất là lợi gỗ, bởi vì là mình không có vứt đi nhiều gỗ mọi người, mua cùng gỗ về là gỗ như thế là làm luôn, không có bị vứt đi. Thì còn hàng gốc mà nó có cái bệ, bên em làm mà toàn bộ em làm hàng gốc mà nó có những cái bệ tròn như này ấy, thì mình phải cắt bỏ rất là nhiều gỗ mọi người ạ. Nên là làm thì sẽ làm hàng này em làm, bởi vì cái con mắt của em làm, em chỉ thích làm những cái hàng nó có bệ nó đẹp thôi đấy, nên là nó sẽ nó không lợi gỗ. Mình cũng nghĩ là cái phôi ban đầu rất là nhiều nhưng mà thôi không sao, mọi người muốn mọi người có một tác phẩm đẹp để mọi người chơi. Đây mọi người có thể nhìn rất là đẳng cấp luôn, và bày rất là gọn gàng nhưng mà lại con đồ rất là to. Giao đi mọi người, tác phẩm chuột này giá là 3.150.000 không ship mọi người nhá. Em lấy mọi người hơn 1 triệu thành công thôi. 3.150.000. Bây giờ nó còn rất là nặng mọi người, mọi người nhìn gỗ là biết đặc xịn. Đặc xịn gỗ luôn, nhưng nó có hỏng bọng bẹo nhưng không có hỏng bẹo gì cả. Rất là hợp lý luôn. Mọi người ai muốn chơi một tác phẩm chuột thì em nghĩ là chơi một tác phẩm này là thôi, không cần phải chơi những hàng khác. Về bày nó rất là vừa và đẹp. Tuyệt vời luôn nhé, giá không ship mọi người. Con này bây giờ còn nặng rơi vào tầm khoảng gần 30 cân, tầm 27-28 hay khoảng 28 cân. Mọi người biết là cục phôi 55 cân cất đi là nó thì phải mất hai mấy cân gỗ đấy, không ít đâu, không ít gỗ đâu. Để mình nên giới thiệu cho mọi người một bức cụ thọ nhé, bức cụ thọ rất là đẹp, gỗ đẹp lắm, gỗ luôn dã man luôn, gỗ vân nó là một cái rễ hương, vân thì kiểu dạng vân cực kỳ đẹp luôn, mà giá hợp lý lắm, hợp lý lắm cho mọi người chơi. Đây mọi người này, gỗ đẹp chưa, một cụ thọ rất là to nhé, vừa mọi người bày là rất là đẹp này. Em đảm bảo mọi người luôn, giá rất là êm luôn. Đây là liềm nguyên khối, nó nguyên bản là một cái rễ hương, cho nó em cắt đoạn đầu các đoạn đuôi đi để em lật cái phần đế xem là nó có lũa cái sự thường ngày ngày đi mỗi đêm nên lật đế. Ui, đặc 100% luôn mọi người, đặc 100% luôn, hàng một cái rễ nhưng đặc 100% luôn, rất chất luôn, không bị bỏng. Đằng sau đây gỗ rất là luồn và liền nguyên khối. Thường thường một cái cục gỗ này bọn em mua nó rơi vào tầm cũng phải gần chỉ thoát tầm 1 triệu, chỉ thoát tầm 1 triệu, bởi vì nó dài ấy, nó dễ, nó dài, nó cong mình phải cắt. Đây mọi người nhìn thấy nó có cắt này, cắt để đặt. Mà cái quan trọng ấy là cái gỗ rất là đẹp, không có tí vết nào luôn. Để em chút điểm đo đã, xong quay kỹ mọi người nhá. Giá hợp lý đấy, mấy trăm nghìn công. Cao là 76 các bác nhé, cao 76. Rộng là 25 và sâu là 19. 376 rộng 25 sâu 19, làm được một lô 4 cụ, 5 cụ. Em làm đúng một lô luôn. Làm một lô luôn thì nó rẻ mọi người ạ. Làm một lô thì giá rất hợp lý, bởi vì mình đi thuê thợ làm một lô. Cụ thọ thực ra là nhà không làm nữa mọi người nhá. Thọ đi thuê á. Thọ đi thuê thợ, gỗ nhà với giờ thợ thuê thợ họ làm. Thì em làm một lô luôn thì cái giá nó sẽ hợp lý, mình làm lô thì thợ người ta lấy công hợp lý mọi người.
thì về bán cho mọi người mua được rẻ, chứ làm form 1, form 1 thì thứ nhất là đắt, người ta làm một form 1 đấy cũng đắt lắm, đấy cũng đắt lắm. Về ví dụ mình làm một form này người ta lấy 1 triệu tiền công thì chết, nhưng mình làm 5 form thì gọi là lấy rẻ đi được đôi trăm ba trăm, vì là mình 5 form cơ mà. Chứ còn nếu làm một form thì chắc chắn là cái giá nó rất là đắt. Một form thì họ phải lấy 1 triệu tiền công một form này, 1 triệu tiền công thì bây giờ một gỗ 1 triệu, một công 1 triệu, 2 triệu rồi, bán kiểu gì được 2 triệu 3, không bán được. Nếu mà mình làm 5 pho thì họ chỉ lấy tầm khoảng 700, pho nhỏ thì 700, pho to thì 800.000 tiền công. Thực ra 800.000 tiền công một cái pho thọ này thì mọi người hình dung như là 500.000 tiền vỡ, 500.000 tiền gọt, à không, 400.000 tiền vỡ, 300.000 tiền gọt, thế là hợp lý đúng không ạ? Chứ còn nếu mà không ai đi làm một cái pho thọ này lấy 700 đến 800.000 tiền công cả, chỉ có bọn em thuê thuê nhiều và người ta làm tốc độ thì người ta mới lấy cái cho mọi người cái giá này thôi. Chứ còn nếu các bác đi thuê thì chắc chắn nó cũng phải rơi vào tầm khoảng triệu, triệu rưỡi tiền công một pho như này, triệu rưỡi tiền công với 1 triệu tiền gỗ chắc là 2,5 triệu rồi. Nhưng bọn em làm thì bọn em thuê nhiều và quanh năm ngày tháng thì cái giá nó rất là hợp lý, và cái tầm này thợ họ không biết ý ấy. Thực ra những cái tầm hàng hàng như này, những cái là tầm giữa năm này hàng bao giờ nó chậm, cái người thợ là người ta biết ý thì họ bao giờ họ cũng sẽ lấy thấp hơn, có nghĩa là họ làm nhanh hơn. Trước kia một ngày họ làm một pho này chẳng hạn thì bây giờ 2 ngày họ có thể làm được 3 pho như này, họ chấp nhận phải làm nhiều thời gian hơn để bù vào cái giá nó thấp xuống thì họ phải làm nhiều hơn để họ bù vào đấy, nên là cái giá thành nó sẽ hợp lý hơn thì bọn em về bọn em cũng dễ bán. Chứ còn nếu mà cứ lấy cứ đúng như lúc hàng chạy đầu năm cuối năm thì thực sự là giờ lại khó bán. Con này em Minh giao lưu mọi người rất là hợp lý nhá, một pho thọ này thì em Minh chỉ lấy mọi người tầm khoảng 100.000 tiền công thôi, có nghĩa là trừ công thợ đi, thợ thuyền đi thì em chỉ kiếm mỗi 100. Con này giao lưu mọi người à 1,8 nha, 1,8 triệu cũng xịn, gỗ rất là đẹp bởi vì cái gỗ nó đẹp, nó đặc, nó sẽ nặng gỗ. Còn những cái pho nó kiểu như này nhưng mà nó rẻ hơn 1,7 triệu cũng có, nhưng mà do là gỗ nó nhẹ mọi người nhé, gỗ nó nhẹ mà hàng nó không được đặc và đẹp như thế đâu. Đây mà nhìn cái gương của mình gỗ nó hồng như này cơ, gương ta của mình gỗ nó hồng và đẹp này cả, gỗ hồng rực luôn, không có tí vết luôn mọi người. 1,8 triệu của thỏ. Nếu mà đục thêm một thằng trẻ con ấy thì nó sẽ lên tầm khoảng một thằng trẻ con, ví dụ như thế này chẳng hạn, như thế này chẳng hạn, nhưng mà có thêm một thằng trẻ con với một cái củ sâm ấy, thì nó sẽ nên rơi vào tầm khoảng hơn 300.000, hơn 300.000 nếu đục thêm một thằng trẻ con và một củ sâm, tầm 350. Còn nếu đục trơn như này thì nó sẽ rẻ hơn. Mỗi thế thêm một tí là nó sẽ đổi cái công lên mọi người ạ. Em Minh nên bán giao lưu mọi người một bức di lặc nó ba ngồi để bàn để bán tài mọi người nhé, giá hợp lý thôi, không lý cao mọi người, tầm này thì cố gắng để cái giá gọi là tình cảm. Một cái pho này thì mọi người mua trên thị trường chắc chắn không bao giờ có giá tới 3 triệu, em đảm bảo luôn. Mọi người đi mua ở đâu cũng thế thôi, vì bọn em làm bọn em biết chắc chắn chứ không bao giờ có một cái pho di lặc to như này, ngọc am to đủ kỹ như này, chất lượng như này, liền nguyên khối như này, với cái giá dưới 3 triệu em khẳng định mọi người luôn, không bao giờ đâu bán dưới giá 3 triệu, nó to đẹp như này của bảo em, và nó dày dặn, và nó dày để mọi người nhìn thấy nó rất là dày, nó rất là dày, nó không hề mỏng, cái độ dày nó còn hơn 30 phân cơ. Đấy. Nó không hề mỏng, đây là những cái phần da gỗ tự nhiên này, đây mọi người nhìn thấy gỗ nó rất là dày chứ không phải là mỏng 20 nhé, không phải mỏng 20 mọi người nhé, cái bức này nó rất là dày, dày hơn 30 cơ. Đây là mọi những bức này mọi người có thể bày ở cái kệ tivi, bày ở kệ tivi rất là hợp, hoặc là mọi người bày ở bàn thần tài là sẽ tuyệt vời lắm, bày bàn thần tài nó cũng nó thơm mà bày bàn thần tài là tuyệt vời luôn. Giá thì để em nói kích thước bao giá, giá mọi người em đảm bảo luôn tầm này. Trước kia những bức này em bán rẻ nhất cũng phải 2,9 triệu, rẻ nhất cũng phải 2,9 triệu mọi người em, nhưng tầm này thì sẽ rẻ hơn. Mọi người mua em Minh rồi thì biết rẻ nhất bức này phải tầm 2,9 triệu, nhưng tầm này em để mọi người cái giá tùy duyên luôn. Pho này rộng 52 nhé, rộng 52 là không phải kích thước nhỏ, nó rất là to đấy mọi người nhé. Cao là 34 và độ dày em đo xem nào.
Độ dày của bức này tới 30 đi, hơn 30 đến 30. Rộng 52 cao 34 sâu 30, hàng hoàn toàn là tự nhiên 100%. Không dặm màu, không vẽ vân, không nứt nát. Rất là thơm mọi người nhé, mọi người cảm nhận cái độ thơm của nó cực kỳ thơm. Em mình thì xin giao đi mọi người, phone này trực khoảng tầm 2,9 triệu đến 3 triệu hoặc 3 triệu mốt tùy theo cân nặng gỗ. Thì hôm nay sẽ để cho mọi người cái giá là 2690. 2690 không ship mọi người nha. 2690 không ship. Những cái phone này thì cũng chẳng thấu giếm cho mọi người. Em chắc chỉ được tầm 150. 150 mọi người nhá. Tao chưa bao giờ bán cái giá này đâu ạ, nhưng mà hôm nay bán giá này ạ. 150 rồi, 2690. Xin mọi người từng chục một, bởi vì là thực ra là đáng em bán 2790 nhưng mà thôi. Bán 2690 xin từng chục một mọi người. Nghĩ bảo là đồ gỗ không bao giờ nó như này đâu, nhưng mà thôi, tầm này như thế thì mình chịu. Nhưng mọi người mua tầm này là giá hủy diệt thật đấy. Em có hai pho kiểu như này, bác nào yêu thì yêu hai pho. Em minh lên cho mọi người một cốc mà vừa vừa cốc nhỡ nhỡ để bàn thực tài, còn mọi người có thể để ở đâu mọi người ý thích. Gỗ rất là thơm luôn mọi người, nó nằm một cục lũa nó rất là thơm và nó cọc đục kỹ, cọc đục rất là kỹ. Đây có tô đen đây này, làm thử mấy cái con kiểu tô đen kiểu này. Đây là một cái củ gỗ này, củ gỗ này 600 mọi người, làm một con cọc đặc này là củ gỗ 600.000, nói không có sai, củ gỗ 600.000. Bây giờ làm thằng nghĩa là bán 1,2 triệu đấy, nhưng mà tầm này bán 1,2 triệu con này thì chắc không ai mua đâu, mà có người mua thì cũng chắc phải đợi lâu lắm. Mà thôi em sẽ bán cho mọi người cái giá tình cảm để các bác để trang lần tài nhé, để bán lần tài hoặc để bàn làm việc hoặc để két sắt. Một con này gỗ 100% là không có vết luôn, hàng đủ khá kỹ đấy mọi người, tình cảm này coi như là gọi 500.000 gỗ, mấy trăm nghìn công, 200-300 nghìn công, còn tiền full thì cũng thôi trả tính. Một con này tính gì, gỗ đặc, gỗ đặc xịt. Cái này về mọi người để bán lần tài, gỗ am, gỗ đặc luôn, không có tí vết nào, rất là vừa luôn để bán lần tài hoặc két sắt. Mọi người thấy két sắt là tuyệt vời. Em còn chưa cầm đồng tiền cọc, đồng tiền của nó về cơ, có mỗi cọc cầm cọc thôi chứ còn không có đồng tiền. Chết dở, mai phải làm một đồng tiền. Cái này rộng 25, rộng 25 này, sâu 25 này, cao 19 các bạn, đặc xịt nhé, gọi là vuông 25 cao 19. Em để cho mọi người xem nào, cũ 500 rồi. $850k mọi người nhé, 850k. Vậy mọi người chơi gỗ rất là thơm, vuông 25k19, 850k. Gỗ chọn gỗ, hàng chọn gỗ, không không làm bằng đũa. Mỗi con nhiều hơn. Giờ này mua 5 tạ lu về làm cơ mà. 5 tạ lu giá 150 cho mọi lu, lu này chắc là bán được tình cảm thôi. Còn bây giờ một cục gỗ như này mọi người, một cục gỗ này mà em mua giá 150 mà như cục này là nặng 19 cân, hơn 19 cân. Đấy. Sao mình không biết làm thế nào với những cục như này cả. Ôi giời, phòi lu giá man nhiều lắm. Gỗ đẹp một phoi đi nạp ngồi tựa vào bao tiền. Cái mẫu này rất là tuyệt vời mọi người ạ. Mẫu rất là tuyệt vời, cái chất nu này. Ui dồi, nó tuyệt vời luôn. Nhiều lu lắm mọi người ạ, lu xuyên được trước đằng sau bao lu. Mọi người ủng hộ em một phoi lu này về một chương các bạn. Giá thì em sẽ lấy mọi người giá thì cả. Cái lu lu là thôi, nhưng quay như nào. Làm vì đam mê vậy đã chót mua rồi.
đã chọn mua rồi, không biết làm thế nào mọi người. Chất nu này, chất nu hồng rực luôn đây, nu từ dưới lên nu lên này, nhiều lắm, 150 một cân nu. Thế cục này bây giờ làm rồi nhưng bây giờ cân nó phải còn tầm khoảng 15 cân. Đây là làm rồi mọi người nhé, làm rồi một cân phải tầm còn khoảng 15 cân nữa. Thì có biết cái lạch khỏi vết thôi nhá, cái chân nu này nó hơi đen đen tí thôi. Các bác thích thì em sẽ cào xuống một tí, cào xuống một tí là nó hết đen, cào xuống một tí là hết đen. Đây mọi người, đây, gỗ không có vết tích gì cả. Đây một cụ đang dựa vào cái bao, mẫu này rất là đẹp luôn, mẫu rất là đẹp và nhiều lũ lắm. Đây lên cả kệ bên dưới rất là tuyệt vời này, một bức lũ rất là chất, một gỗ rất là dày. Nó toàn là những cục lu hết, đặc gỗ hết, đây gỗ đặc hết, gỗ đặc hết mọi người nhé. Để em đo kích thước cái bức lu kín kết thì đẹp đấy nào. Hai triệu mấy thì gỗ rồi. Hai triệu mấy tiền gỗ, hàng lu kinh điển luôn. K45 rộng 39 sâu 25, K45 rộng 39 sâu 25. Em giao lưu mọi người bức nu là 3,5 triệu mọi người nhé, nhiều lu lắm. Lu này thì rất là đẹp rồi, và mọi người kiểm tra nhận hàng lu chất luôn đấy, lu kín nét đẹp luôn. Mà cái lu nó rất là già, già nu 3,5 triệu mọi người nhé. Bao yêu của em nó là nhiều lu lắm, nhưng mà kiếm được những bức thắt nu đẹp phải không biết. Còn hàng to nhưng mà chắc không bê được, bởi vì nó nặng quá, nó nặng quá không bê kiểu gì được mọi người. Còn một bức voi, voi mẫu tử rất là đẹp mọi người, một bức voi mẫu tử rất là đẹp. Ngày mai em sẽ bê hàng to nhưng mà nhìn nào, hôm nay bê 8 bức hàng nhỏ mọi người chơi đã. Một bức voi mẫu tử trên bình nền nguyên khối, trên cục gỗ hương rất là to, nhưng mà bức này đục rất là kỹ, bức là thực hiện bức này đục rất là kỹ mọi người, bức đục rất kỹ. Chất gỗ thì riêng về phần voi bên em mọi người yên tâm nhé. Mọi người nhìn này, thì cái phần đấm mới làm rất là kỹ này, một con voi con này có ngà hết nhé, chưa gắn ngà đâu, đúng đẹp lắm mọi người, bước này rất đẹp. Cảm cục gỗ to, cục đá đây này, cục đá đây này, tứ diện, tứ diện hàng đục tứ diện trước đằng sau này, đằng sau hàng này thì bao về chất gỗ là mọi người yên tâm. Đây đá này, ôm này khít khít luôn, vân đẳng cấp á. Riêng về phần voi bên em thì mọi người yên tâm, yên tâm mọi người em về mọi người bày cái tác phẩm trang trí không gian nhà mình rất là tuyệt vời, nếu không phải là một từ là đẳng cấp luôn. Chiều rộng này, chiều rộng là 45, chiều cao là 32 và chiều sâu là 23. Rộng 45, cao 32 và sâu 23, gỗ đặc một cục, một cục gỗ như thế này này, một cục gỗ vuông đặc như thế này, xong nó cắt hạ làm một con voi, 1,8 triệu hình gỗ, gỗ đặc xịn luôn, và nựa của gỗ ôm đá không có tí vết nào luôn mọi người chơi. Riêng voi thì yên tâm nhé, mọi người yên tâm về chất lượng voi bên em làm, em mình làm voi cho mọi người đảm bảo luôn. Này, dã man luôn, dã man luôn mọi người nhé, dã man luôn nhé, vẫn như cẩm luôn, như cẩm luôn, bởi vì đã lựa gỗ đẹp làm mà. Đây, từ cái phần đá này, cái phần voi này, bởi sao hay em có hay làm cái hàng hương gỗ đá, bởi vì nó là biểu tượng của núi rừng, thì chị ở rừng núi nó phải có đá mọi người. Đây những cây lấm đục cây bồng, đây con vật con này vẫn rất là nét. Nhìn này, nét căng luôn. Đây đá tự nhiên nhá, đá tự nhiên đấy. Đây mọi người nhìn, làm rất là kỹ, làm môi móc rất là kỹ luôn. Đây mọi người ngắm này,
chất gỗ đẹp không, dã man thật, đẳng cấp tuyệt vời luôn này, vân này không một tí vết nào luôn, cái này nó bị sượng một chút. Mai xóa này mọi người nhìn chất gỗ này. Đấy cái mặt trước đây nhá, cái mặt này là mặt trước này, mọi người trưng trưng mặt này, đó trưng trưng mặt này giúp em, trưng mặt này, còn cái mặt này là mặt sau này. Đây là mặt sau này, mặt sau cũng đẹp này. Vân sợ nhỉ, dã man. Thế giao lưu mọi người tác phẩm voi này giá 2,6 triệu các bác nhé, bởi vì tiền gỗ em gỗ tiền gỗ tiền phun quá nhiều tiền về gỗ nó đặc, giờ mình làm gỗ đặc và để hạ một con voi nó tuyệt vời như này nó không nhiều gỗ, chứ mình hàng voi này chắc chắn nó không thể hàng mua gỗ rẻ làm được, vì gỗ rẻ nó lát gỗ lắm không làm được, mọi người bắt buộc phải mua gỗ đặc này. Nhưng mà mọi người chơi những tác phẩm biểu tượng của núi rừng Tây Nguyên này thì mọi người rất là đẹp luôn, 2,6 triệu không ship các bác nhé. Mọi người yêu cái tác phẩm của anh đi đẹp luôn. Không biết nay quay đồ nhỏ mai quay đồ to. Rồi bỏ chỗ đó. Em nên bán mọi người mấy chú chuột, chuột hương, cái này bán cho hết gỗ rồi, bán hết gỗ rồi mọi người nhé, bán hết gỗ, chú này, đây, hai chú, ba chú, lần trước em được cái đêm mấy tháng em có làm được mấy chú, lần này có gỗ thừa để làm được mấy chú nữa. Về là bán những chú này thì lấy tiền công tiền phun của tiền gỗ là tặng mọi người. Đây là gỗ hương, toàn bộ là gỗ hương, các bác phải bày bàn để bàn ba chú, tất cả là có 5 chú đem bán 3 chú. Đây là một này, số 1 bán 390 một con, 39 một con, toàn bộ là hương ta, thằng đục tay không con nào giống con nào nhá. Số 1 này, số 2 này, gỗ đặc hết nha, toàn bộ chọn gỗ chuẩn vân đặc xi tết. Đây số 2 này, để bàn. Và số 3, đây số 3 là toàn gỗ đặc chứ không phải là cái loại gỗ lũa đâu làm mọi người nhá. Đây là số 3, 3 con, 1, 2, 3, 3, 9 một con, mọi người thấy con nào đấy, gỗ hương ta đục tay 100% luôn. Với cái đi thuê công bây giờ chắc người ta phải lấy 500 nghìn một con chứ không ai lấy, không ai lấy 300 nghìn một con chuột cả, đúng không ạ? Nhưng cả phun nữa, em mình bán mọi người có 39, chắc chắn là hàng bán thì gọi là bán cỡ việc thợ làm thôi. 1, 2, 3 mọi người có 3 con rồi. Cân vô dư, số một cân em nghĩ là không hết, nặng lắm đấy nhỉ? Nào, đây thì em bán, chắc tay chưa bám vào dưới đế đi, bám vào dưới đế, em bám vào dưới đế đi, rồi, ui, phải 7 cân đấy,
mặt thẳng thẳng vì cái gỗ nó đặc, ô đá và gỗ nó đặc không có một tí bọng bẹo nó luôn. Nhiều lắm không có một tác phẩm nhưng nguyên khối luôn mọi người. Đây mình sẽ lật phần đế cho mọi người nhé. Thôi chị em một lần thôi nhé vì nó đặc xịt luôn. Đây ra là cục phôi này mình đam mê thì mình làm muốn làm một cái tác phẩm đẹp để đời mọi người chơi thôi, chứ còn đúng ra hàng như này ra là vô công mọi người nhé. Vì gỗ đặc xịt này quay vào phần đế cho mọi người nhé. Em cắt đi bao nhiêu gỗ để nó bằng mọi người. Đặc xịt luôn. Đầu tiên em không cắt mà thôi, thôi cắt. Nặng. Một tạ 32 cân gỗ. Cắt đi để làm một con đại bàng liền 100%. Liền 100% luôn. Đây. Đằng trước đằng sau là gỗ đây. Cắt đi. Cắt đi rất là nhiều rồi những chất vân này. Đây đá này, đá nó đây và hai cục đá nó to chà bá luôn mọi người nhìn. Sợ thật. Hơn 4 triệu tiền gỗ. Thực ra là đam mê thì làm thôi, chứ còn cái hàng này thì nếu mà tính cân phôi là cũng nhiều tiền rồi, dù được cái nó liền hết. Có thể có con đại bàng to hơn nhưng mà chưa chắc đã đắp được con này đâu mọi người, vì phôi nó nhẹ. Cao 63, rộng 70, nhưng mà hàng chất thì chưa còn này thổi rồi. Và sâu là 39 nhé, độ dày 39, đại bàng mắt rắn. Mọi người hình dung này, đại bàng như nào ạ? Em thấy rất là nhiều cái mẫu đại bàng trên thị trường, nhưng mà người thợ ấy, người ta gắn nó với những cái tích nó rất là buồn cười như này này. Thực ra đại bàng là gì? Đại bàng nó là anh hùng. Có cái bức đại bàng và hổ ấy, nó là sự anh hùng tương ngộ. Nhưng mà bây giờ người ta lại thường thường đại bàng nó chỉ bắt ba cái con, nó chỉ bắt hai con, nó chính xác chỉ bắt hai con thôi hoặc bắt ba con thôi. Còn đâu con đại bàng người nó sẽ gắn với cái tích anh hùng trên là đại bàng, dưới nào đại bàng là vua của bầu trời và bên dưới đất là có hổ là chúa tể của sơn lâm. Khi hai cái tác phẩm nó giao thoa nhau người ta gọi là bức anh hùng tương ngộ đấy, nên đại bàng nó cũng được ví dụ là một vị vua của bầu trời. Mà bây giờ tất nhiên là ngoài đời thực thì con đại bàng nó vẫn đi bắt những cái con chuột, con chiếc tinh tinh đấy. Nhưng mà thực ra nếu mà một cái tích mà cho một con anh hùng mà đi chút tẻ bầu trời đi bắt con chuột thì nghe nó hơi buồn cười. Nên là thấp nhất đấy mọi người phải cho bắt đại bàng bắt cá, bắt cá chép. Thứ hai là phải bắt rắn. Mọi người nhá, rắn cũng là một trong những loại động vật rất là ác liệt, nó có độc và rất ác liệt. Nên là bắt rắn hoặc bắt cá chép thì nó mới xứng đáng với cái giá trị con đại bàng. Chứ các bác đi mua một bức đại bàng bắt chuột về trinh trong nhà thì em nghĩ về cái giá trị nó không cao đâu ạ. Về cái mặt, về cái mặt 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 giá trị, bởi vì là cái tác phẩm nó sẽ toát lên một cái giá trị ở đó. Nhưng con đại bàng mà cho đi bắt con chuột thì có nghĩa là bây giờ một vị anh hùng một chút tẻ của bầu trời mà đi bắt con chuột thì nghe nó hết thời rồi, sao phải đi bắt chuột. Ít nhất thì phải bắt được một con cá chép, hai là phải bắt được con rắn, ba là gì, có thể bắt được hẳn một con dê luôn. Có những người thợ ta làm hẳn một bức đại bàng bắt dê, bắt hẳn một con dê, cắp hẳn một con dê luôn đấy. Chứ còn đại bàng cho đi bắt chuột phải bắt sóc thì chắc là không bắt được con gì, đâm ra phải đi bắt chuột bắt sóc. Nhưng mọi người nha, còn nếu chuẩn thì có thể các bác chơi bức đại bàng anh hùng tương ngộ hổ và đại bàng, nhưng mà nhiều bác không thích chơi hổ đấy. Thì chia sẻ mọi người bức này nó là đẳng cấp, nó sưu tầm thôi, gỗ em quá nhiều rồi đấy, nó không làm thế nào được. Đây mọi người thấy đá này, đây là một cục đá, đây là một cục đá và đây là một con hổ mang đây, là cắp một con hổ mang này. Giờ cái phần này toàn bộ liền hết nhá, không có chắc cái gì, liền 100% luôn, không có chắc cái gì. Mọi người tâm cái giá trị cái sản phẩm này thì nó rất là cao, bởi vì là cái tiền phôi nó quá là nhiều, phôi đá nó đã đắt rồi mà xong nó lại còn nặng nữa, không làm thế nào được. À, các tình yêu đam mê muốn một bức chất chơi để đời để mọi người chơi được. Đây là quần đá này, đây đá này, đây đá này, đá này. Và mọi người sẽ thấy em cố tình em để lại cái da sụn để chứng minh cho mọi người đây là một cục sụn hương.
và chỉ có những cây gỗ hương gỗ đá với những cái độ tuổi hàng nghìn năm, hàng năm 700 năm thì nó mới ôm những cục đá to như này. Và những cây gỗ như thế ấy, thì nó sẽ sinh ra cho mọi người cái chất vân nó đẳng cấp như thế này. Và cái da giác này, cái da giác này nó chỉ làm đẹp cái tác phẩm thôi mọi người, nó không hề ảnh hưởng gì giá trị đâu. Đây mọi người nhìn cái phần da sụn. Những cái này em Minh về có thể đảm bảo mọi người luôn là em mang cái, đảm bảo mọi người luôn là 1.000 năm không thể hỏng được, bởi vì đây tất cả là phần da sụn của những cây gỗ nó cực kỳ giá trị. Những phần hương của những cây gỗ hương cực kỳ giá trị nó mới ra cái chất như này. Mọi người nhớ, nó mới ra cái chất như này mọi người nhé. Đây này. Rất là nặng, và quan trọng một cái sản phẩm là đằng trước đặc, đằng sau đặc, những cái da này nó rất là đẹp, nó tạo đây nó gần như là một cái tác phẩm đúng cái người thợ ta làm đúng cái yếu tố tự nhiên. Đây là những yếu tố tự nhiên này, ngoài đất đá ngoài tự nhiên này, đây cây tùng này, đây đuôi con rắn này nó ẩn hiện trong cục đá này, đây đuôi con rắn nhá. À, thì em mình cũng chia sẻ luôn với mọi người như này này, tác phẩm này bởi vì tiền cũ nó quá nhiều và tiền và công đức cũng không hề ít, nhưng mà được cái lo liền. Thì mọi người ai đủ đam mê thì các bác chơi, em mình sẽ cố gắng để cho mọi người cái giá cực kỳ hợp lý. Thực ra lại ba người thợ nhà làm, tôi không phải đi thuê, nên là đảm bảo mọi người giá hợp lý. Cái phần giác là tự nhiên, nó chỉ làm tô điểm con đại bàng này. Rất là đẹp, rất đẹp luôn. Em mình xin giao lưu mọi người tác phẩm này giá 6.800.000 không ship. Ai đủ đam mê thì người đấy chơi, nhưng thật sự là cũ quá nhiều, không làm mới làm được. Bán nhiều cũng nhiều khi mọi người có thể mua tác phẩm đại bàng nó to hơn đây rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ có tầm khoảng 5.500.000-6.000.000 thôi. Nhưng mà thực ra là cái phôi này người ta mua rất là rẻ, và thứ hai nó lũa đằng trước lũa đằng sau, và nó không có cái độ đặc cục phôi này. Nếu bạn nào mà chơi, bởi vì thực sự những cái sản phẩm này mình chơi nó không phải là theo mình 1 năm 2 năm mà thôi, mà những cái sản phẩm đẳng cấp này các bác sưu tầm thì nó theo các bác cả đời luôn. Đây, theo cả đời luôn thì tội gì thêm 500.000.000 đâu mà chơi này. Đây phần gỗ này, ok của em mình cũng xin nghỉ ở đây mọi người rồi nhá. Thật khá là đói, chuyển cơm chuyển bất cứ cái gì là sắc ngập ngất đến nơi. Cảm ơn các bác rất là nhiều dành thời gian tạo ra clip. Mọi người yêu thích món gì liên hệ bên em chút đơn mọi người nhá. Một tác phẩm đại bàng đâu rồi có mà mình làm thì em chắc mình là bài tập làm sẽ cố gắng được cái giá hợp lý và làm bằng đẹp một chút. Các bác rất là nhiều, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Em xin chào và gặp lại. Mọi người yêu thích món gì liên hệ bên em, xem clip mình nhớ dành good night nhá.